Rồi, chào các bạn, hôm nay là sáng thứ tư. Ngày nay mình dạ hơi trễ tí. Ra đây là mặt trời đã mọc lên tương đối cao rồi. Mình tranh thủ cập nhật gửi đến với các bạn vài thông tin thôi. Tối hôm qua không biết có cái tin gì xáo không mà thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu đồng loạt giảm hết. Dow Jones giảm đến 1%. Mình nghe thông tin thực sự thì ngày hôm qua có một cái tin như thế này các bạn này. Israel đã phóng tên lửa vào tòa đại sứ quán của Iran ở Syria, giết chết 2 trung tướng và một số anh cấp tá nữa. Về thế giới là có cái tin như vậy đó. Thì sau khi bị pháo kích gây chết người thì Iran họ tuyên bố rất là dữ dội. Họ nói rằng họ sẽ có những giải pháp hay là có những cái lời đáp trả đó, ý là như vậy. Phải nói rằng chúng ta biết là tình báo Israel phải nói là nó rất là giỏi các bạn. Có được thông tin cực kỳ chính xác. Tại thời điểm đó, ngày đó, giờ đó có một cái cuộc họp. Phóng tên lửa xuống là chết tại chỗ luôn. Các bạn biết mà dùng máy bay mà bay đi qua cái nước khác mà để phóng tên lửa đi vào nước khác là một điều của nó là rất là khó, không dễ gì được bao nhiêu nước làm được những cái điều như vậy, đặc biệt là thông tin tình báo. Bộ này mình nghĩ rằng Iran sẽ phản ứng một cách rất là dữ dội đó. Họ thề rằng họ sẽ đáp trả, còn đáp trả kiểu gì thì chúng ta phải chờ xem. Gửi đến với các bạn một thông tin nữa là giá vàng hiện bây giờ đang tăng rất là mạnh. Hồi nãy mình xem là nó đã tăng lên đến 2.302 đô. Ngày hôm qua là 2.270 đô. Giao dịch quanh cái mốc đó. Hiện bây giờ là 2.302 đô rồi. Đó. Vàng tăng rất là mạnh. Không biết là có cái hiệu ứng quốc tế của Israel không mà giá vàng nó tăng, chứng khoán lại giảm. Đồng đô la bây giờ nó cũng mạnh lên các bạn. Đồng đô la nó mạnh lên cho nên là cuối cùng là chúng ta biết là tỷ giá Việt Nam đồng và đồng đô la của chúng ta nó cũng tăng lên. Ngày hôm qua chúng ta biết là các ngân hàng thương mại hay là ngân hàng quốc doanh gì đó họ đã niêm yết là gần 25.000 trong một đô la, còn trên thị trường tự do là 25.500 đồng, rất là cao các bạn. Bữa nay anh em ai mà đang ôm đô la là bán tiền ra thu tiền Việt về là có một số tiền rất là lớn. Còn ai mà nhập khẩu hàng hóa này hay là đi du lịch nước ngoài là phải bỏ tiền nhiều hơn, cần nhiều tiền Việt hơn để đổi tiền đô đó. Còn ai có tiền đô thì bên đây đổi ra tiêu rất là sướng. Các bạn thấy tình hình chỉ trong mấy ngày gần đây nó đã có nhiều cái diễn biến khó lường đó. Không thể ngờ Israel họ thực hiện một cái việc phải nói rằng rất là táo bạo, rất là quyết đoán. Chắc chắn là Iran sẽ trả đũa, còn hình thức trả đũa như thế nào thì chúng ta phải chờ xem. Nếu như họ trực tiếp tấn công hoặc là người ta tiếp tục hỗ trợ những cái nhóm Hồi giáo ở quanh khu vực đó đồng loạt tấn công vào Israel thì các bạn biết là tình hình nó sẽ rất là xấu. Còn cuộc chiến giữa Nga và Ukraine là một cuộc chiến rất là dai dẳng, đã làm tốn rất là nhiều chi phí và tiềm lực của Nga và các nước châu Âu. Bây giờ thêm cái cuộc chiến của Israel mà bây giờ nó
có những cái sự kiện nó làm cho tình hình nó nóng thêm đó. Còn về thị trường Việt Nam ngày hôm qua, buổi sáng thì giao dịch lình xình, nhưng mà buổi chiều tiền nó vào rất là mạnh các bạn. Cái phiên là lên đến hơn 27.000 tỷ. Đặc biệt lần này tiền vào rất là nhiều các cổ bất động sản, dầu khí và một ít các cổ về chứng khoán. Một cái điểm trừ là khối ngoại họ vẫn bán ra rất là mạnh. Ngày hôm qua người ta bán 732 tỷ. Còn tự doanh thì mua vào nhẹ nhàng 90 mấy tỷ đó. Ngày hôm qua mình xem trên kênh thì một số anh em nói rằng sắp đến đây thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ bùng nổ, vượt đỉnh vượt đỉnh. Khuyến nghị các nhà đầu tư tiếp tục mua vào, nếu như có rung lắc thì mua vào chứ không có gì phải hỗn loạn, không có gì phải sợ ra đó. Đó là tư duy và quan điểm của mỗi người thôi. Càng lên cao thì thị trường gặp áp lực chốt lời rất là lớn. Thể hiện ở đây là khối ngoại. Khối ngoại người ta bán từ Tết bây giờ bán hồi bán mãi luôn đó bạn. Khối tự doanh này rồi khối tư nhân căng số tiền đó rất là lớn. Nhưng liệu rằng sắp đến đây người ta tiếp tục người ta bán hồi bán mãi như vậy thì cá nhân có căng nổi hay là không? Đến cái đoạn mà cá nhân căng không nổi, có cái tin gì xáo giống như cái tin ngày hôm qua, thế giới nó giỡn, ngày hôm nay giỡn, ngày mai giỡn tiếp, là chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý các nhà đầu tư liền. Cộng với các tay to, người ta đã có sẵn một cái nguồn hàng lớn rồi các bạn ạ. Người ta té nước theo mưa, người ta bán ra rất là mạnh thì chỉ số nó sẽ giảm xuống, các cổ phiếu nó rơi, lúc đó các nhà đầu tư cá nhân cũng hỗn loạn bán ra thì thị trường nó rơi nhanh lắm đó. Bởi đánh qua đánh lại thì cuối cùng là nhà cái hay là các tổ chức lớn, các cái quỹ lớn người ta gom tiền ra đó. Ngày hôm qua mình thấy có nhiều cổ phiếu nó co chốt vót rồi, nhưng mà nhiều người vẫn nhảy vào mua. Nhảy vào mua mà có cái tin gì xáo, các bạn hãy tưởng tượng là nó đập xuống cấu là mất đi vài phần trăm liền. Khi thị trường rơi là bà con ai cũng hỗn loạn hết các bạn ạ. Có nhiều người nói rằng ôm để cố thủ, chờ qua cái giai đoạn điều chỉnh rồi thị trường nó lên trở lại. Về lý thuyết là nó đúng, nhưng mà quan trọng nhất là chúng ta cố thủ được hay là không. Khi mấy đội lái họ đã quyết tâm người ta đánh là người ta dùng một cái lực cổ phiếu của họ, người ta đè xuống, người ta bán rất là mạnh, làm cho cổ phiếu nó rơi tự do, là nhiều khi chúng ta không muốn nhưng mà thấy nó rơi quá hoảng bán liền. Bán đỡ đời xuyên gió, ảnh là lái tiền, ảnh mua vào lại đó. Tiền ở đâu thì tiền bán từ hồi Tết bây giờ ảnh gom mười mấy ngàn tỷ có sẵn trong túi rồi. Tới cái đoạn đó thì ảnh dùng cái tiền đó ảnh mua lại thôi đó, kiểu kiểu như vậy đó. Mình có cảm giác, mình có linh cảm thị trường của chúng ta nó sắp có một cái đợt biến động khá là mạnh đó. Nhiều người hô hào là có khả năng nó lên ngàn ba ngàn tư gì đó, nhưng mình nói rằng điều đó nó sẽ xảy ra nhưng mà trong dài hạn hoặc là trong trung hạn, chứ còn tại thời điểm này hoặc là một tháng sau mà nó lên cái mốc nó thì mình là hơi bị chua đó. Cho nên là anh em cũng phải hết sức thận trọng, xem báo chí, ngay chuyên gia người ta nói, rồi những cái hội nhóm môi giới đọc nhiều nghe nhiều có khi là cũng loạn luôn. Chúng ta hãy nhìn về vĩ mô, nhìn về thực trạng, đặc biệt là phải nhìn về đồ thị nữa, phải nhìn đồ thị, nhìn các chỉ số nó báo như thế nào thì chúng ta phải hành động. Trên thị trường này không phải dễ sơ đâu, dễ sơ thì ai cũng giàu hết rồi. Nếu như thị trường chứng khoán mà nó dễ như vậy thì cả nước người ta đi đánh chứng khoán chứ không việc gì phải đi làm nghề này nghề kia cho nó mệt. Chúng ta hiểu là như vậy. Rồi ngày nay trời nó cũng đã nắng rồi các bạn,
ra đây nó có không gian rộng rãi thoải mái để tiếp chuyện với các bạn như vậy thôi. Bye, chào các bạn ạ.